أنت الآن هنا في فيتنام أنت نعم và tôi bây giờ đang ở đất nước của Việt Nam. أنت داعية إلى الله. كل مسلم في فيتنام هنا هو داعية إلى الله. và tôi là một người kêu gọi Muslim đến với Allah và tất cả chúng ta đều là những người kêu gọi mọi người đến với chân lý của Allah. نعم رضيت أو لم ترضى. và bạn có hài lòng hay là không hài lòng. الناس تنظر إليك أنت الآن. và mọi người đang nhìn vào bạn hiện tại. أنت مسلم. bạn là một người Muslim. هل تكذب؟ bạn có bao giờ nói dối hay không? هل تشرب الخمر؟ bạn có uống rượu bia hay không? هل تنظر إلى النساء؟ bạn có nhìn vào những người phụ nữ hay không? هل أنت أمين؟ và bạn có thực sự công bằng hay không? أنا سمعت أن في كمبوديا أكثر الناس طبعاً غير المسلمين يبحث عن المسلم حتى يعمل لديه لأنه يعرف أمانة أهل الإسلام. نعم. تريد؟ في كمبوديا الكفار يبحثوا عن المسلم حتى يعمل معه. لماذا؟ لأنه يعرف أن المسلم مؤتمن على المال. نعم. và chúng ta hãy biết rằng ở Cambodia ở Campuchia thì những người không phải là người Muslim thì họ tìm kiếm những người Muslim để làm việc cùng với họ bởi vì họ tin tưởng vào đức tính của một người Muslim. أحيانا تكون الدعوة بالعمل أعلى من الدعوة بالقول بالكتاب. أحيانا. نعم. và đôi khi cái việc truyền đạo bằng việc làm nó là truyền đạo bằng việc làm của chúng ta nó là tốt hơn cái việc mà chúng ta truyền đạo bằng miệng. Nào.